Những người sinh năm 1992 hợp với số nào? Ngày nay, khi mà lựa chọn biển số xe hay số điện thoại, thì con người thường có xu hướng chọn số hợp với mệnh của bản thân với mong muốn nhận được nhiều may mắn và tài lộc. Vậy những người sinh năm 1992 hợp với số nào? Nam mệnh sinh năm 1992 hợp số 2, 5, 8, 9. Nữ mệnh sinh năm 1992 hợp số 6, 7, 8. Ý nghĩa của các con số. Số 2 là một cặp, một đôi, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 5 tượng trưng cho danh dự, quyền lực và sự trường thọ, bất diệt. Số 5 là một con số tuyệt vời dùng trong việc bài trí phong thủy. Số 6 là số gấp đôi của số 3, mang điểm lành, thuận lợi. 3 cộng 6 là 9 cùng nhau tạo thành nhóm 3 con số may mắn. Số 7 tượng trưng cho sức mạnh có khả năng đẩy lùi ma quỷ theo phong thủy. Nếu bài trí 7 món đồ vật thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí và bất khả xâm phạm. Số 8, 8 điều bất tử ở trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo, có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Theo tiếng Hán Việt, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn.